Thanh Vy xin kính chào quý khán giả. Tuần rồi, quý khán giả đã khám phá hậu trường Người kể chuyện tình, một trong các chương trình giải trí được yêu thích nhất trên website và ứng dụng THVLI. Vậy tuần này chúng ta sẽ cùng khám phá hậu trường chương trình nào đây? Thanh Vy xin bật mí, đây là một chương trình hoàn toàn mới sẽ lên sóng vào đầu năm 2022. Nhưng trước khi đến với 360 độ chuyện hậu trường, mời quý vị cùng Thanh Vy điểm qua top 10 các chương trình được yêu thích nhất trên cả nước trong tuần qua, theo số liệu của Kantar Media nhé. Trong bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình được yêu thích nhất trên toàn quốc tuần qua, truyền hình Vĩnh Long góp mặt với 4 chương trình. Thần xin người hãy cứu lấy Bát Đa. Bằng mọi giá ta phải tìm được nhiều bằng chứng. Để đuổi anh ta ra khỏi cung điện này, ta phải dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Trở về với thân phận mới, nhưng công chúa vẫn luôn nghi ngờ và trút giận lên kẻ mang gương mặt tên tội đồ của cả vương quốc. Trong khi đó, Jaffa đang háo hức chờ tung ra màn kịch mới trong chuỗi âm mưu độc ác của hắn ta. Đây mới chính là giấc mơ lớn nhất của ta. Và ta sẽ là người có trong tay quyền năng mạnh nhất trên thế giới này. Cả người tạo ra cái vũ trụ này nữa sẽ phải cúi đầu dưới chân ta. Liệu rằng Aladdin và các vị thần có kịp thực hiện kế hoạch trả thù? Chúng ta sẽ lừa cho ông ta phải thừa nhận tất cả tội ác vô mô của mình. Có ai không hãy cứu ta. Với nhiều chi tiết cùng nhân vật mới, phần 2 của bộ phim Ấn Độ Aladdin và cây đèn thần đã góp mặt ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng tuần qua. Quý khán giả đừng bỏ lỡ bộ phim này vào 12 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Tôi tin mình không gây ra tai nạn, nhưng tại sao xe tôi lại có vết máu? Tôi phải tìm cho ra để không có gì ân hận. Trước ranh giới sự sống cái chết, liệu rằng có bao nhiêu người sẽ bất chấp hiểm nguy rắc rối để cứu giúp người gặp nạn mà không mảy may nghĩ tới lợi ích cá nhân? À cô ơi, tôi đưa bé vào chứ không phải là người nhà. Tình hình đứa bé rất là nguy hiểm, cần phải phẫu thuật ngay. Nếu anh chịu ký giấy và đóng viện phí thì bệnh viện mới tiến hành được. Chúng tôi cần điều tra và kiểm chứng lại. Tôi không hề đụng con bé. Tiếng nói của lương tri, tình người trong phim ngắn Tôi chưa từng hối hận đã lay động được cảm xúc của nhiều khán giả, giúp phim góp mặt ở vị trí thứ 6 trong top 10 chương trình giải trí và phim được yêu thích nhất trên cả nước tuần qua. Chủ đề đa dạng, mỗi tập là một câu chuyện phản ánh chân thật cuộc sống với góc nhìn đầy nhân văn. Quý khán giả đừng quên theo dõi loạt phim ngắn cuối tuần phát sóng 19:50 chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Bộ phim cổ tích Gái không được chồng tiếp tục đứng vững trong top 10 với vị trí thứ 3. Để ta chạy ra chợ mua cho nàng luôn. Bây giờ ta thông suốt hết tất cả mọi chuyện rồi, đừng lo lắng quá nhé. Được yêu tinh chữa lành đôi mắt, Khờ trở về trong niềm vui mừng của Ngọc Nữ. Nhưng sự thay đổi bất ngờ của anh khiến cô không khỏi hoang mang. Thằng Khờ, nó xuất hiện trong nhà giống như là lột xác á. Còn về phần tính, mưu hại Khờ bất thành, lại thấy em trai mình như biến thành người khác, khiến hắn càng thêm bất an. Tính sẽ làm gì để che giấu tội ác của mình? Khờ và Ngọc Nữ sẽ còn đối mặt với những mưu gian kế hiểm nào của vợ chồng Tính? Mời quý khán giả theo dõi tiếp bộ phim vào khung giờ quen thuộc 20 giờ chủ nhật hàng tuần. Anh chỉ muốn nhanh chóng thành thân với em thôi. Tôi muốn mọi chuyện ân oán của họ tạm ngưng tại đây. Tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng toàn quốc tuần qua là bộ phim Nghiệp sinh tử phần 3. Bà theo ta về nhà môn. Ông Tô Hoàng đây đã kiện bà vì tội bắt cóc con trai của ông ấy. Chấp nhận tình cảm của Tô công tử, Minh Lan giải nguy kịp thời cho cả gia đình bà Lệ. Nhưng điều này đồng nghĩa cô đã chính tay cắt đứt tình cảm của mình và Trọng Nghĩa. Em sẽ làm vợ người ta, anh hãy để cho em yên phận với cuộc đời mới của mình. Người đâu, hãy bắt giam thí sinh Phạm Trọng Nghĩa, chờ ta luận tội. Dạ. Tôi bị quá. Gán tội bắt cóc bất thành, Tô Quảng tiếp tục tìm cách hãm hại gia đình họ Phạm. Thế nhưng kế hoạch bất thành bởi đòn đáp trả bất ngờ đến từ một người quen trong quá khứ. Tô Hoàng, ngày tàn của ngươi sắp tới rồi đó, ngươi cứ chờ mà coi. Quý khán giả đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ phim này, được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Với những tình tiết đầy bất ngờ và hấp dẫn, những bộ phim trên sóng truyền hình Vĩnh Long liên tục chứng minh được sức hút của mình.
Còn bây giờ, trước khi chuyển sang 360 độ chuyện hậu trường tuần này, mời quý khán giả điểm qua bảng xếp hạng các chương trình giải trí và phim được yêu thích nhất trên website và ứng dụng THVNI. Phim Việt Nam được xem nhiều nhất là bộ phim Nghiệp Sinh Tử phần 3. Âm Mưu và Tình Yêu cùng với Người Nối Nghiệp là hai bộ phim nước ngoài được xem nhiều nhất. Về chương trình giải trí, game show được xem nhiều nhất đã thuộc về Người Kể Chuyện Tình và Gian Bóng Một Thời. Món ngon đậm vị này, dưới bàn tay chế biến của những đầu bếp tài hoa, cùng những phụ bếp quạt ngôn và vô cùng đáng yêu. Xin chào quý khán giả của chương trình Nhanh Mà Ngon. Nhanh Mà Ngon, điểm hẹn cho những người đam mê nấu nướng, lần đầu lên sóng truyền hình Vĩnh Long vào tháng 1 năm 2022. Cô Hiền Minh và Trà Ngọc xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Nhanh Mà Ngon, một game show mới toanh về ẩm thực, sắp được lên sóng vào 11 giờ 50 phút thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Cái món nhiều năng lượng, mỗi lần ăn xong tập thể dục mệt xỉu đó chính là phô mai. Kính thưa quý khán giả, năm 2022, hàng loạt những chương trình giải trí mới sẽ được lên sóng truyền hình Vĩnh Long 1, trong đó có chương trình Nhanh Mà Ngon. Và để chuẩn bị cho chương trình đầu tiên lên sóng vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 3 tháng 1 năm 2022, ekip sản xuất chương trình đã có những buổi ghi hình đầu tiên. Chuyện hậu trường tuần này, Thanh Vy xin mời quý khán giả cùng khám phá hậu trường chương trình này nhé. Đúng như cái tên của chương trình, mỗi tập sẽ có một đầu bếp và nghệ sĩ hướng dẫn khán giả truyền hình vào bếp để chế biến những món ăn không những ngon, đảm bảo dinh dưỡng mà còn vô cùng nhanh chóng, thích hợp cho những ai không có nhiều thời gian nấu nướng. Cô đang sắc là nạc gì không? Nạc thăng. Nạc thăng. Đúng rồi. Vậy nó có cái nạc trầm không cô? Đó có thể là những món ăn mà các đầu bếp chưa từng nấu qua, hoặc những món ăn quen thuộc nhưng được chế biến theo phong cách của các đầu bếp thượng hạng. Đây khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê. Khi theo dõi chương trình, các chị em nội trợ sẽ bỏ túi được những lợi nhuận trong việc mua sắm, chế biến và bảo quản thực phẩm, giúp cho quá trình vào bếp của mình được nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Nhẹ nó qua bột mì. À, thấy chưa? Lại học thêm một bí kíp nữa. Với món này thì mình sẽ lăn sơ với bột mì một lớp mỏng. Dạ. Dạo một vòng phim trường, ekip Nhanh Mà Ngon đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi ghi hình. Bối cảnh chính của chương trình là một căn bếp được thiết kế hiện đại nhưng không quá cầu kỳ, nên giữ cho người xem cảm giác gần gũi, ấm áp, quen thuộc như chính căn bếp của mình. Trứng muối đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì cái món này á, con sẽ để thứ hai phát đầu tuần, cho nên là xíu nữa cô với lại anh Dũng sẽ standby sẵn ở bếp, xong rồi sau khi chào sóng xong thì nói cho con thêm một vài cái nội dung, ví dụ như là một cái món ăn đánh thức mà rất quen ở đầu tuần nè, rồi nói thêm cái đặc điểm đặc trưng của chương trình là những cái món ăn nhanh mà ngon. Dạ rồi. Yeah, okay. Vậy ha. Rồi thì rồi. Cái này cái cảnh đầu tiên sẽ là có cái cảnh thứ nhất đó là thắng nước đường caramel, bắt đầu nó lên cái màu hơi màu cánh gián, tỏi hành bỏ vô thì bỏ cái sườn vô xào, bắt đầu nó từ cái sườn á mà nó sẽ nhuộm cái màu hơi nâu cánh gián nhẹ nhẹ. Dạ. À. Vậy thì cái món này con sẽ lấy cảnh là xôi xào sườn. Dạ xào sườn. Ừ. Không có cần nhắc nào. Không, cô nghĩ xào sườn sẽ đẹp. Xào sườn xôi sùng sục sùng sục. Đúng rồi. Rồi cô nâng lên. Nâng lên. Dạ rồi. Một trong những gương mặt không thể thiếu của chương trình, họ là ai? Đầu bếp Trần Thị Hiền Minh, đầu bếp Nguyễn Đức Văn Vũ, đầu bếp Quỳnh Quang Sinh, đầu bếp Ryan Phạm. Mỗi đầu bếp sở hữu sở trường riêng biệt, hứa hẹn mang đến những món ăn không chỉ ngon, đảm bảo dinh dưỡng mà còn vô cùng đẹp mắt. Thật sự thì khi mà nhận chương trình của mình thì cái ngày quay đầu tiên này thì cũng khá là lo lắng. Món ăn là phải đẹp và ngon và phải ăn được, chứ không phải là một món ăn là chỉ có là lên hình đẹp không thôi. Đó là tiêu chí của chương trình. Và chương trình thì tiêu chí món ăn là phải làm sao là thật là gọn gàng, với thời gian ngắn mà ra được những món ăn ngon, cũng như là phù hợp với lại mọi gia đình của mình nữa. Và đặc biệt ở trong cái chương trình này thì là yêu cầu của mọi người là mình phải có một ngày 10 bộ áo bà ba cho chương trình. Và cứ như vậy, nếu mà mình còn quay ngày nào nữa thì lại tiếp tục 10 bộ tiếp và không được trùng nhau nữa đó. Cùng với các đầu bếp chính, mỗi tập phát sóng sẽ có một nghệ sĩ đồng hành với những tình huống bất ngờ, thú vị.
Và ngày hôm nay Bi Mát và má của mình. Ủa má ơi, má ơi, má ơi. Má đây. Ủa má, trời nãy giờ má đi đâu vậy? Đi bắt mấy con cua. À dạ. Ủa không được, con không thể nào tin được là má con sẽ nấu món canh cua đơn giản và bình thường như vậy được. Vậy má hôm nay nấu món gì vậy má? Thật sự thì cái món này nó rất là đơn giản đó Bi. Ủa vậy nhưng hả? Mà nó lại rất là ngon. Dạ. Mình khi mà ăn cái món này á thì mình mới thấy là ủa sao mà nó thanh như vậy, nó nhẹ như vậy. Nhưng mà ui ui má ơi, ui có thích khách. Dạ không, dạ rau nó rụng. Dạ rau rụng. Dạ. Để xem các nghệ sĩ của chúng ta khi tập tành vào bếp sẽ như thế nào nhé. Bây giờ nè, dạ. Phụ với giùm cô đập giùm cô quả trứng ra. Dạ rồi, có liền. Rồi đây nha. Đập trứng nghệ thuật nè cô. Cô coi nè cô. Wow. Tiến Dũng xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Cảm nhận của cái ngày quay đầu tiên trong chương trình Nhanh Mà Ngon đó chính là no. Đó là cảm nhận đầu tiên, bởi vì chúng ta được ăn rất là nhiều món. Còn cái chữ nhanh mà ngon là như thế nào? Nghĩa là khi mà mới đầu nhận lời tham gia chương trình này thì Dũng nghĩ nhanh mà ngon ở đây nghĩa là mình giống như là mình tham gia về những cái nó mang cái tính chất gọi là thi đấu, giống như nhanh coi ai nhanh trước hay là cái như thế nào, chứ không phải là cái kiểu mà mình phải nấu nhanh mà bằng một cái gọi là nhanh mà nó phải thấm vô từng miếng thịt rồi từng miếng đồ ăn nó ngon, thì cái đó lại là cái khác. Nhưng format của chương trình này là gì? Nói tóm gọn lại, làm phải cực nhanh nhưng ăn phải cực kỳ ngon, chứ không được làm nhanh mà ăn kỳ thì điều đó là điều không được đó. Thật sự thì là trong cái chương trình này ăn quá nhiều đi, cho nên nói về khi mà kết thúc cái chương trình để hỏi tăng bao nhiêu ký thì không biết. Cái đó nó phải tùy thuộc vào cái độ hấp thu vào cơ thể của mỗi người nữa. Có người họ tăng cân nhanh thì họ sẽ lên nhiều, còn có người tăng cân chậm thì họ sẽ lên ít. Nhưng hy vọng là qua chương trình này, quay những cái số tại chương trình này thì về nhà cũng sẽ lên ký một cách rõ rệt hơn. Nếu như vậy thì xin cảm ơn chương trình nhiều lắm. Mãn nhãn với những món ăn được trang trí đẹp mắt, kết hợp với những tình huống không kém phần hài hước đến từ dàn nghệ sĩ toàn trai xinh gái đẹp được khán giả yêu mến hiện nay như Lê Lộc, Tuấn Dũng, Trà Ngọc, Bimax, Anh Tài, Vũ Ngọc Ánh. Nhanh Mà Ngon hứa hẹn là chương trình ẩm thực thú vị mà khán giả không thể bỏ qua trong năm 2022. Được đầu tư kỹ lưỡng từ nhân sự tham gia chương trình, khâu dàn dựng bối cảnh, hậu kỳ. Ngoài chương trình Nhanh Mà Ngon, hàng loạt những chương trình giải trí game show mới lạ khác cũng sẽ lên sóng truyền hình Vĩnh Long trong năm 2022. Chắc hẳn sẽ mang đến những món ăn tinh thần cực kỳ hấp dẫn cho khán giả. Quý khán giả đừng bỏ lỡ những chương trình này trên sóng truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Còn bây giờ, Chuyện Hậu Trường xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào Chủ Nhật tuần sau.